Thưa quý vị khán giả, không choáng ngợp bởi sự kỳ vĩ của thiên nhiên, cũng không trầm trồ bởi những công trình cao ốc hiện đại, nhưng cố đô Huế đã níu kéo mọi người qua những nét duyên dáng, tinh tế riêng có của vùng đất nơi đây. Lịch sử đã để lại cho vùng đất này một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ và đặc sắc, trong đó không thể không kể đến nghệ thuật Pháp Lam. Suốt một chặng đường dài, Pháp Lam đã được các nghệ nhân sáng tạo để ứng dụng vào nhiều sản phẩm khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu ứng dụng nghệ thuật Pháp Lam trong sản phẩm trang sức tại Huế. Ghé thăm cơ sở sản xuất Pháp Lam Huế ở số 66 đường Chi Lăng, thành phố Huế những ngày này, sẽ bắt gặp hình ảnh của những người thợ đang tỉ mỉ trang trí để hoàn thiện phụ kiện trang sức Pháp Lam. Nếu như tại Huế, trang sức Pháp Lam là những điều còn khá mới mẻ, thì từ thế kỷ 13 trước Công nguyên, những người thợ kim hoàng Mycenaean đã tráng men thủy tinh lên những đồ khuyên tai bằng vàng. Tuy vậy, nhưng mỗi giai đoạn, mỗi vùng đất, mỗi người thợ, các trang sức Pháp Lam lại được thể hiện khác nhau. Trung Tây thì cái đặc điểm của người ta là người ta thích những cái gì phóng khoáng hơn, thì những cái sản phẩm trang sức của người ta nó cũng sẽ mang những nét như vậy. Người Việt Nam mình thì nó nhỏ nhẹ hơn, còn người kích thước của người Á Đông người ta cũng nhỏ, do đó là những cái trang sức nó sẽ chú trọng về cái chuyện tinh tế nhỏ nhắn. Mình sẽ đi một cái hướng riêng của Việt, đưa những cái tổ chức của Việt vào những hoa văn Việt, đưa những cái suy nghĩ người Việt, thậm chí ngay cả người thờ Việt làm thì nó đã mang một cái màu sắc của Việt luôn. Cái trang sức của mình là nhỏ, tại vì mà đòi hỏi vài sự tinh tế hơn các cái mẫu mã khác, mẫu lệnh khác. Còn cái trang sức mình là đòi hỏi phải màu me thích hợp, dùng màu cho nó phù hợp với thêm cái trang sức của mình đang có làm cái mẫu mã đó. Em hơn nữa tuy khách mình phải tìm hiểu nhiều hơn để khách để là cái sản phẩm của mình là đi mau chi thích hợp với mau gì rồi các ứng dụng bên ngoài kết hợp với phụ kiện thế trang. Chính thức sản xuất ra thị trường từ 6 tháng trước, sản phẩm trang sức Pháp Lam Huế với nhiều hình dạng và mẫu mã khác nhau đã khiến nhiều người dân và du khách trong và ngoài nước khá thích thú. Ngoài các sản phẩm trang sức Pháp Lam thông thường, ông Đỗ Hữu Triết và các công sự của mình còn sáng tạo nên nhiều sản phẩm khác nhau đưa vào các bộ sưu tập để tạo thêm điểm nhấn, nét đặc sắc cho bộ áo dài. Mới đây, ông đã ứng dụng Pháp Lam Huế vào túi xách. Tuy nhiên, do giá thành khá cao nên ông đầu tư tập trung vào các sản phẩm trang sức. Vấn đề là mỹ thuật và giá thành, làm thế nào để cho cái màu của mình nó phải mang cái tính hiện đại mà nó phải phù hợp với cái xu hướng của cái thời trang. Thì những cái này nó gắn kết với thời trang, như đó phải là rất chú tâm về thời trang, về màu sắc, về thiết kế mẫu mã. Thì đó là những cái khó nhất. Cái thứ hai là làm sao để cho cái sản phẩm ra nó có một cái giá cả là hợp lý, nó không phải thấp quá, nó cũng phải là hàng cao cấp quá, mà nó đi vào được cái phân khúc thị trường rộng hơn. Ngay trước, Pháp Lam hiện diện hầu khắp trong đời sống và trong ngôi nhà của người Huế với nhiều chức năng công dụng khác nhau. Sau hơn một thế kỷ thất truyền, Pháp Lam Huế nay đã được tái sinh. Giờ đây, với nhiều cách tân về kỹ thuật, mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc, khiến cho Pháp Lam có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào đời sống Huế. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Pháp Lam sẽ tiếp tục hiện diện trong đời sống Huế như đã từng.